Đồ đồ gỗ Sơn Hải, chúng em xin kính chào quý khách. Hôm nay bên em cho ra một bộ sản phẩm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, kệ tivi, chạm kênh bông gỗ gõ đỏ, hàng rất đẹp, ngang 2,2 m, được chạm kênh bông từng chi tiết, hàng chạm tay 100% ạ. Em xin được quay từng chi tiết cho quý khách hàng. Với đơn vị đồ gỗ Sơn Hải chúng em thì chúng em liên tục cho ra các sản phẩm mới lạ và đẹp mắt để phục vụ quý khách hàng mọi nơi. Cơ sở của chúng em tại 579 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0702 000 666 và 0908 049898 ạ. Mặt bông rất đẹp ạ. Chúng em muốn đưa ra được các sản phẩm đẹp nhất cho quý khách hàng sử dụng lựa chọn năm 2020 ạ. Tất cả 100% là gỗ gõ đỏ nha quý khách. Hàng được chạm tay kênh bông rất đẹp. Em xin chi tiết. Nói chung em quay buổi tối thì nó không được đẹp tự nhiên như ban ngày, nhưng quý khách thấy đấy ạ, nó đang lên nước đỏ rất đẹp ạ. Hàng thì rất dày dặn, quý khách cứ yên tâm ạ. Đây là 2,5 cánh, em xin quay sát cho quý khách coi. Đường chỉ rất sắc nét, đâu ra đấy ạ. Đây gọi là kệ tivi cột nho 2,2 m, hàng đục chạm kênh bông sắc nét. Nếu quý khách ưng ý với bộ sản phẩm trên, hãy tới địa chỉ 579 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cầu Đúc Nhỏ gần ngã ba Hiệp Bình, ghé ủng hộ chúng em. Hoặc liên hệ qua số điện thoại 0908 049898, 0702 000 666 ạ.